Độ ẩm ban đầu là trên 80%. Hiện tại đang đo được là 92. Quạt đang hút về là 0.7. Nhiệt độ đang đo được là 27 độ. Không chấm 62 tương đương với bao nhiêu? 0.623 tương đương với bao nhiêu? Âm hai mấy ạ? Về 0.3 độ ẩm là 46%.